Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri hé lộ bí mật chấn động về vận số của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ 62 đến 66 tuổi. Cấm ba điều này tránh được tai ương, đắc lộc hưng vượng, phú quý hết đời. Nhìn xem số mạng tuổi này, như vàng tây trắng có ngày giàu sang, tiền vận vất vả khó coi, trung vận mạnh khỏe làm ăn hơn người, trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam, mùa thu xanh đặng thuận mùa, mùa hạ hỏa khắp phải rời đổi thay, bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sao, nếu tu thì phước lại tăng, tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi, tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, cày như trâu như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát, từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè trăng lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm. Nếu nghe hết lời luận giải này, giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Quý Mão từ 62 đến 66 tuổi tránh ba điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép, phải hối hận không kịp. Vậy, ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Quý Mão thời điểm này sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình, diễn biến cuộc đời của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ 62 đến 66 tuổi, những may mắn, vận hạn trên từng phương diện qua từng khoảng thời gian, cách xung cắt tị hung đón lành tránh dữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Lá số tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ 62 đến 66 tuổi, được giới tử vi luận giải bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính để biết tương lai của Quý Mão, tổng quan cuộc đời người tuổi Quý Mão trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, chi tiết vận trình của tuổi Quý Mão theo luận giải ngày sinh tháng lịch âm, lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Quý Mão. Người tuổi Quý Mão sinh từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến ngày 12 tháng 2 năm 1964, Mèo là đại diện của tuổi Mão, được xếp ở vị trí thứ tư trong 12 địa chi. Xét theo góc độ thời gian, thì đó là khoảng từ 5 đến 7 giờ, về phương vị thì là hướng chính đông. Nếu lấy 4 mùa để phân chia thì vào khoảng tháng 3 dương lịch, tức là khoảng tháng 2 âm lịch, bằng cách vận dụng phong thủy hợp lý, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 có thể dùng linh vật phong thủy, đá quý phong thủy để bài trí nhà cửa, thu hút vận may, rước tài lộc vào nhà. Tổng quan tính cách tuổi Quý Mão 1963. Mèo là loài động vật nhu mì, trong văn hóa phương Đông, mèo thường tượng trưng cho cát tường, chúng nhỏ nhắn, thanh tú và đáng yêu. Mèo cũng là loại động vật săn mồi, có cái khéo léo và dũng mãnh riêng, tuy nhỏ bé nhưng khôn ngoan,
nhẫn nại và nhanh nhẹn, khó loài động vật hung dữ nào có thể uy hiếp được mèo. Mèo cũng là người bạn, vật nuôi trong nhà của con người. Người tuổi Mão là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Mão bị cho là lạnh lùng và kiêu ngạo. Người tuổi Mão thường gây ấn tượng với người khác bằng sự tinh tế, duyên dáng, nhạy cảm của mình. Họ là những người lãng mạn trong tình yêu, hòa đồng trong các mối quan hệ và đặc biệt rất cầu toàn. Tuổi Mão rất khéo léo trong đối nhân xử thế. Họ biết lắng nghe hoặc thậm chí chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì điều này mà người tuổi Mão ít khi có kẻ thù. Tuổi Mão rất mến khách. Nếu làm việc chung với người tuổi Mão, bạn sẽ thấy họ là người chuyên nghiệp, có định hướng và làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người tuổi Mão thường do dự để đánh mất những cơ hội lớn. Điểm mạnh của người tuổi Mão: lịch sự, tinh tế, nhân ái, nhã nhặn, khiêm tốn. Điểm yếu của người tuổi Mão: đa tình, hay do dự, bướng bỉnh. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh Kim Bạch Kim. Dựa vào đặc tính và ý nghĩa của mệnh Kim và quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành, mệnh Kim hợp với màu sắc của hành thổ. Vì thổ sinh Kim, nên đây là mối quan hệ tương sinh. Những màu sắc này là màu vàng, nâu đất, nâu nhạt. Mệnh Kim cũng hợp với màu của hành Kim. Vì Kim với Kim là mối quan hệ tương hợp, những màu sắc này là màu trắng, màu xám và màu ghi. Mệnh Kim không hợp với màu sắc của hành Hỏa. Vì Hỏa khắc Kim là mối quan hệ tương khắc, những màu sắc này là màu đỏ, cam và tím. Tương tự như vậy, mệnh Kim cũng không hợp với màu sắc của hành Mộc. Vì Kim khắc Mộc, màu này là màu xanh lá cây. Ngoài ra, người mệnh Kim không nên chọn màu thuộc hành Thủy. Vì Kim sinh Thủy tuy là mối quan hệ tương sinh, nhưng Kim mất đi năng lượng để hỗ trợ cho Thủy. Nên trong trường hợp này, sẽ là người mệnh Kim bị tiêu hao năng lượng. Các màu sắc thuộc hành Thủy là màu đen, màu xanh nước biển. Con số may mắn của Quý Mão là số 1, 7 và 8. Người tuổi Quý Mão hợp trồng cây kim ngư thảo, cây hoa lưu niên, cẩm nhung. Quý Mão hợp với người tuổi Hợi và tuổi Mùi. Những tuổi này có rất nhiều điểm tương đồng, họ rất hòa hợp và hiểu nhau. Cuộc sống sẽ trở nên đầy màu sắc như một cuốn truyện do chính họ tạo nên, vì vậy mà mối quan hệ luôn được làm mới. Họ biết cách thấu hiểu, lắng nghe và thông cảm cho nhau. Các cặp đôi này thường chu đáo, ân cần, khoan dung. Đó là chìa khóa cho một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Tứ hành xung. Người tuổi Quý Mão không hợp những người tuổi Tý, Chuột, Ngọ, Ngựa, Dậu, Gà. Sự kết hợp của những tuổi này thường tạo ra nhiều mâu thuẫn khó hòa giải. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Câu này hoàn toàn đúng với những cẩn thận trong việc xem ngày lành tháng tốt để khai trương. Nếu gia chủ là tuổi Quý Mão thì có thể chọn một trong những mốc thời gian sau để khai trương. Tháng 1, mùng 5 tháng Chạp, 12 tháng Chạp, 25 tháng Chạp âm lịch. Tháng 2, mùng 4 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng, 15 tháng Giêng, 27 tháng Giêng âm lịch. Tháng 3 giờ 15 phút tháng 2, 27 tháng 2 âm lịch. Tháng 4, mùng 7 tháng 3, 12 tháng 3, 17 tháng 3, 25 tháng 3 âm lịch. Tháng 5, ngày 12 tháng 4, 26 tháng 4 âm lịch. Tháng 6, mùng 6 tháng 5, 16 tháng 5, 27 tháng 5 âm lịch. Tháng 7, mùng 9 tháng 6, 20 tháng 6, 25 tháng 6 âm lịch. Tháng 8, mùng 4 tháng 7, 12 tháng 7, 16 tháng 7, 28 tháng 7 âm lịch. Tháng 9, mùng 10 tháng 8, 17 tháng 8, 25 tháng 8 âm lịch. Tháng 10, mùng 1 tháng 9, 12 tháng 9, 20 tháng 9, 26 tháng 9 âm lịch. Tháng 11, mùng 10 tháng 10, 15 tháng 10, 25 tháng 10 âm lịch. Tháng 12, mùng 8 tháng 11, 13 tháng 11, 24 tháng 11, 29 tháng 11 âm lịch. Phật bản mệnh tuổi Quý Mão. Người tuổi Quý Mão được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh Bồ Tát Văn Thù. Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù là Phật bản mệnh của người tuổi Mão, có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của Ngài là Manjuri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản tôn tu trì, như Đại Luận Sư Nguyệt Đứng và Đại Sư Tông Khách Ba nổi tiếng về tư tưởng trung quán, đều coi Bồ Tát Văn Thù là bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ
từ đó dễ dàng có được trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Đá quý phong thủy tuổi Quý Mão 1963. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 có ngũ hành năm sinh là kim bạch kim, hợp với đá quý màu vàng, nâu, trắng, xám, ghi như đá thạch anh tóc vàng, đá mắt hổ vàng, đá mặt trăng, đá thạch anh tóc vàng, thạch anh tóc nói chung, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, chúng kích thích hoạt động của hệ miễn dịch, cũng như giúp cơ thể hồi phục sau xạ trị. Thạch anh tóc giúp khắc phục tình trạng mệt mỏi và trầm uất, nó còn có tác dụng trong điều trị về đường hô hấp. Đá mặt trăng, theo quan niệm tôn giáo của Hindu, đá mặt trăng được tạo thành từ những tia sáng ánh trăng ngàn năm kết tụ lại. Nhiều nền văn hóa cổ đại khác cũng có những truyền thuyết tương tự. Người xưa tin rằng, ánh sáng của mặt trăng qua hàng nghìn năm xuyên thấu vào lòng đất, ngưng tụ lại và tạo thành những viên đá. Những viên đá này toát ra ánh sáng xanh trông giống như ánh trăng xuyên qua những đám mây trong đêm. Đá mắt hổ có tác dụng giữ vững tinh thần, tích tụ tài bảo, tăng cường ý chí và lòng dũng cảm, niềm tin, giúp những người nhút nhát trở nên mạnh mẽ. Đeo vòng tay đá mắt hổ có tác dụng tăng cường sức sống, phù hợp với những người thân thể yếu đuối, bệnh lâu ngày không khỏi. Hơn nữa, còn giúp tăng cường trí lực, hiểu thấu đáo mọi vấn đề, kiên trì và giữ vững nguyên tắc. Linh vật và vật phẩm phong thủy tuổi Quý Mão 1963. Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc Văn Thù Bồ Tát, Phật Bản Mệnh tuổi Mão, Tỷ Hưu 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thư, cốc tài lộc, Chúa Giê-xu. Hướng tốt, hướng xấu tuổi Quý Mão. Hướng tốt, hướng xấu cho nam Quý Mão. Nam Quý Mão sinh năm 1963 có cung mệnh là khả phong thủy, rước lộc vào nhà cho nam Quý Mão 1963 hướng chính bắc, khảm được phục vị, phụ bạch thủy tinh, hướng đông nam, tốn, được sinh khí, tham lang mộc tinh, hướng nhà, giường ngủ, bàn thờ, hướng cửa phòng bếp, bắc, đông nam. Nhà vệ sinh, bếp nấu, dậu, tân, can, hợi. Chọn vợ, chồng hoặc đối tác làm ăn thuộc đông tứ mệnh. Theo đó, nam Quý Mão sinh năm 1963 có thể sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, nên đặt bình hoa to ở các phương, trừ bốn sơ là Tý, Ngọ, Mão, Dậu, treo ba hổ lô bằng gỗ ở ba phương sinh khí, thiên y và phúc đức. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng Văn Thù Bồ Tát, Tâm Kinh hoặc Văn Xương Đế Quân theo hướng sao tốt. Về mặt công danh sự nghiệp, đặt tượng Mã Thượng Phong Hầu bằng ngọc, đặt ấn thăng quan làm bằng đá ngọc, ấn kỳ lân, ấn thiên ngọc, ấn rồng. Về mặt tài lộc, đặt con cóc ba chân, ngọc hình trụ, vuông, có lỗ tròn hoặc treo một sâu tiền cổ ở hướng sao tốt. Hướng tốt, hướng xấu cho nữ Quý Mão sinh năm 1963. Nữ Quý Mão sinh năm 1963 có cung mệnh là Cấn thuộc Tây Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Kim Bạch Kim. Hướng tốt theo bát trạch, Cấn thuộc Tây Tứ Trạch hướng tốt theo bát trạch của nữ Quý Mão hướng Chánh Tây, Đoài, được Phước Đức, Vũ Khúc Kim Tinh, hướng Tây Bắc, Cản, được Thiên Y, Cự Môn Thổ Tinh. Hướng nhà, giường ngủ, hướng cửa bếp và bàn thờ, Tây, Tây Bắc. Nhà vệ sinh, bếp nấu, đinh, ất. Chọn vợ, chồng hoặc đối tác làm ăn thuộc Tây Tứ Mệnh. Theo đó, nữ Quý Mão sinh năm 1963 có thể sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, treo bức tranh chữ phúc hoặc ngọc pháp luân theo hướng sao tốt. Về mặt trí tuệ, đặt Tâm Kinh hoặc tháp Văn Xương hoặc ngọn trường minh đăng theo hướng đông bắc để hóa giải sinh khí kỵ. Về mặt công danh sự nghiệp, đặt tượng Mã Thượng Phong Hầu bằng ngọc ở hướng phúc đức, phục vị. Về mặt tài lộc, đặt bể cá cảnh ở hướng tây nam, nuôi 5 hoặc 8 con cá vàng, đặt một con nghê bằng đồng quay đầu ra cửa. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. Người tuổi Quý Mão sinh tháng giêng, như những bông hoa mai nở rộ giữa tiết trời se lạnh, những người sinh tháng giêng mang trong mình phẩm chất tĩnh lặng, lương thiện và dễ tin người. Tuy nhiên, lòng tốt của họ đôi khi bị lợi dụng bởi những kẻ tham lam, khiến họ tổn thương và hối tiếc. Cuộc sống ban đầu của họ thường gặp nhiều gian truân, cay đắng, phải trải qua nhiều thử thách để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, về sau vận may sẽ mỉm cười, họ được hưởng phúc lộc từ gia tiên để lại, cuộc sống trở nên ổn định và an nhàn. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch,
Cuộc đời của những người sinh tháng hai tựa như một dòng sông với nhiều khúc quanh và thác ghềnh. Họ có lúc may mắn tột cùng, sự nghiệp phất như diều gặp gió, nhưng cũng có lúc phải đối mặt với khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và bản lĩnh mạnh mẽ, họ sẽ vượt qua mọi sóng gió và gặt hái được nhiều thành công. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 3. Trí tuệ sắc sảo, ý chí lớn lao và tinh thần độc lập là những phẩm chất nổi bật của những người sinh tháng 3. Họ tự thân lập nghiệp từ khi còn trẻ và gặt hái được nhiều thành tựu vang dội. Cuộc sống của họ luôn tràn đầy may mắn và cơ hội, giúp họ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 4. An nhàn và bình yên là hai từ miêu tả chính xác nhất cuộc đời của những người sinh tháng 4. Họ không lo thiếu thốn, được hưởng cuộc sống sung túc, mọi việc suôn sẻ. Tuy nhiên, họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, phòng tránh các bệnh về tim mạch, tiêu hóa để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Vận may trong tình duyên cũng mỉm cười với họ, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 5. Tầm nhìn xa trông rộng, sự hiểu biết sâu sắc và ý chí quyết tâm cao là những điểm mạnh của những người sinh tháng 5. Họ luôn có những kế hoạch rõ ràng cho tương lai và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Nhờ vậy, họ sẽ gặt hái được thành công mỹ mãn trong sự nghiệp khi đến một thời điểm nhất định. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 6. Những người sinh tháng 6 được ví như những viên ngọc quý, mang trong mình vận mệnh phú quý, sung túc. Họ may mắn sở hữu nhiều tài lộc, đường công danh rộng mở, làm gì cũng gặt hái thành công. Không chỉ vậy, họ còn có duyên tình êm đẹp, gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Cuộc sống của họ như một bức tranh hoàn mỹ, tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 7. Ngay từ khi còn nhỏ, những người sinh tháng 7 đã bộc lộ sự thông minh, hiểu biết hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Khi trưởng thành, họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, có một công việc ổn định và thu nhập cao. Cuộc đời của họ luôn tràn đầy may mắn. Hễ gặp khó khăn là sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ họ vượt qua mọi thử thách. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 8. Thật thà, thẳng thắn là những phẩm chất nổi bật của những người sinh tháng 8. Họ luôn chân thành, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhờ vậy, họ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp và được mọi người yêu mến, tôn trọng. Cuộc sống của họ tuy bình dị, giản đơn nhưng không thiếu thốn, luôn tràn đầy niềm vui và sự an yên. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 9 âm lịch. Mang trong mình trái tim nồng ấm, nhiệt tình, những người sinh tháng 9 luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Họ luôn quan tâm đến nỗi niềm của mọi người xung quanh và lặng lẽ chia sẻ những khó khăn. Sự bao dung và tốt bụng của họ sẽ chắc chắn được đền đáp xứng đáng. Cuộc sống của họ nhất định sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và tràn đầy hạnh phúc. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 10. Những người sinh tháng 10 tựa như những chiến binh mạnh mẽ, không ngại gian khổ, thử thách. Thời gian đầu lập nghiệp, họ có thể gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng với ý chí kiên định, tinh thần lạc quan và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ sẽ chắc chắn gặt hái được thành công như mong muốn. Con đường họ đi tuy không trải đầy hoa hồng, nhưng bằng mồ hôi và vằn nước mắt, họ sẽ chinh phục được đỉnh cao và tận hưởng thành quả xứng đáng cho những cố gắng của bản thân. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 11 âm lịch. Mang trong mình lòng nhiệt huyết và ý chí mạnh mẽ, những người sinh tháng 11 luôn hăng hái theo đuổi mục tiêu. Tuy nhiên, đôi khi họ lại thiếu đi sự kiên định và lập trường trong những quyết định quan trọng. Điều này khiến họ gặp nhiều trở ngại trong công việc, dễ dàng nản lòng và bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn. Để gặt hái thành công, họ cần rèn luyện sự kiên trì, học cách vượt qua thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 12 âm. Cuộc đời của những người sinh tháng 12 thường bắt đầu bằng những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, họ lại sở hữu ý chí phi thường, lòng quyết tâm cao độ và tinh thần lạc quan. Nếu họ kiên trì, không ngừng nỗ lực và vượt qua mọi thử thách, họ sẽ gặt hái được thành công vang dội và có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Ngược lại, nếu họ chán nản, buông xuôi, họ sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn, lo lắng và không thể đạt được những điều mình mong muốn. Quý vị thân mến, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim Bạch Kim, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Quý Mão có thể áp dụng một số cách sau. 1. Lựa chọn màu sắc hợp mệnh. Màu bản mệnh màu trắng, ghi, xám, bạc tượng trưng cho hành kim, mang đến sự thuần khiết, may mắn và thành công cho người tuổi Quý Mão. Màu tương sinh, màu vàng, nâu đất thuộc hành thổ, tương sinh với kim,
giúp củng cố tài chính và vận khí tốt đẹp. Màu tương hợp, màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, tương hợp với kim, mang đến sự bình an và trí tuệ minh mẫn. 2. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Tượng kim dậu, dậu là tam hợp của Mão, tượng trưng cho sự may mắn, bình an và tài lộc. Tượng Phật Di Lặc, Phật Di Lặc mang đến niềm vui, sự an lạc và may mắn cho gia chủ. Thỏi vàng phong thủy tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng, giúp thu hút vượng khí cho người tuổi Quý Mão. 3. Chọn hướng nhà và hướng làm việc phù hợp. Hướng đông tứ trạch, nam, đông nam, bắc, đông mang lại sức khỏe, tài lộc và bình an. Hướng tây tứ trạch, tây nam, tây bắc, tây, đông bắc mang đến may mắn, quý nhân phù trợ và cơ hội phát triển. 4. Trồng cây phong thủy. Kim tiền tượng trưng cho tiền tài, may mắn và thịnh vượng. Lan ý mang đến sự thanh tao, thu hút tài lộc và may mắn. Lưỡi hổ giúp thanh lọc không khí, mang lại sức khỏe tốt và bình an cho gia chủ. 5. Giữ gìn tâm thiện và tích tâm hành thiện. Lòng nhân ái và những hành động thiện nguyện sẽ giúp người tuổi Quý Mão tích lũy phúc đức, từ đó thu hút may mắn và tài lộc. Sống bao dung, vị tha và luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh cũng là cách để gia tăng năng lượng tích cực, thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Ngoài những bí quyết trên, người tuổi Quý Mão cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, rèn luyện tinh thần lạc quan, kiên trì theo đuổi mục tiêu để gặt hái thành công và may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật giáo cách xử thế người xưa. Xưa có một chú học trò được dịp lên phố chơi, nhằm ngày chợ phiên, một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ, chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta ngờ chú là thủ phạm. Sau khi trải qua những thủ tục chào hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm chính, chú học trò được tráng án ra về. Khi về làng, gặp lại vị thầy dạy học, chú nhỏ tức tưởi kể lại tự sự, bộc bạch nỗi hàm oan của mình. Ông thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh đánh đệ tử 10 roi phạt. Đương sự rất ngạc nhiên nhưng không dám cãi lời thầy, díu díu leo lên bộ phản nằm chờ trận đòn mà lòng hoang mang vô kể. Các bạn chú thấy thế, ngạc nhiên thưa thầy, trò này vô tội, sao lại bị đòn? Ông thầy tử tốn giải thích, đành rằng nó vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông đảo, chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp, ta đánh đây là phạt cái tội nó có bộ võ của thằng ăn cắp, để cho người ta nghi ngờ. Nếu nó không chỉnh đốn tự cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa. Em thân mến, đây là một trong những cách xử thế tuyệt diệu của người xưa. Cổ nhân đào luyện thế hệ đàn em phải sống sao cho cúi xuống không thẹn đất, ngẩng lên không thẹn trời. Đành rằng chú bé trên đây không hề gian tham, nhưng vị thầy không bằng lòng khi thấy học trò mình chưa đủ tư cách chính nhân, quân tử, khiến người ta mất lòng tin nơi mình. Trong kinh, Đức Phật đã từng dặn dò chúng ta rằng, không phải nhờ ở lời khen của thế nhân mà con được đạo giải thoát, cũng không phải vì lời chê của thế nhân mà con lại rơi vào địa ngục, mà chính những ý nghĩ, lời nói và hành động của con sẽ quyết định cảnh giới thiện ác tương xứng. Thông thường, chúng ta rất dễ nhẫn nhịn những lời khen mà mình không hoàn toàn xứng đáng và ngược lại, chúng ta không tài nào kham nhẫn nổi những lời vu oan trách mắng vô căn cứ. Đã bao lần em tức tưởi thuật lại nỗi hàm oan của mình cùng bè bạn, và có lẽ chưa lần nào em bị đánh đòn như chú bé trong câu chuyện trên đây. Có lẽ vì thế mà chúng ta kém xa người xưa chăng? Có hôm nào lỡ bị một nỗi hàm oan, em hãy thử một lần tự tìm xem mình đã có những tác phong, cử chỉ, cung cách như thế nào để cho người ta phải nghĩ về mình xấu tệ như thế đó. Nếu tìm thấy nguyên do nằm nơi mình, thì em đã bắt đầu nắm được chìa khóa giải thoát rồi đó. Giải thoát cái gì em biết không? Giải thoát em khỏi những niềm sầu, nỗi khổ, những tư tưởng bi quan hắc ám. Vì thấy sao mà trên cõi đời này, sao mà không có ai hiểu mình hết trơn, hết trọi. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.